Vâng, có lẽ là để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin phép được mời thêm một báo cáo viên nữa trình bày một ca lâm sàng trước khi chúng ta quay về với cả ca live case. Xin kính mời thạc sĩ bác sĩ Trần Bá Hiếu từ Viện Tim mạch Việt Nam sẽ trình bày một cái ca lâm sàng về chi tiêu ạ. Xin mời bác sĩ Hiếu ạ. Vâng, kính thưa quý chủ đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp và các bạn đang theo dõi trên nền tảng. Sau đây tôi xin phép được trình bày một bài báo cáo về cái biến chứng khi can thiệp vào tổn thương tắc nghẽn động mạch vành mãn tính. Trong khuôn khổ của bài báo cáo này thì tôi xin phép trình bày những cái bước mà tiếp cận với lại cả một trường hợp mà tôi can thiệp vào ngược dòng động mạch vành và những cái chúng tôi cố gắng để tránh các biến cố có thể xảy ra, và nếu trong trường hợp xuất hiện thì chúng tôi sẽ thực hiện như thế nào. Trong khuôn khổ bài này tôi xin phép được trình bày là bệnh nhân nữ 71 tuổi. Bệnh nhân này tiền sử đã nhồi máu cơ tim ST trinh lên cách đây 3 năm và đã đặt stent LVD đoạn 1, 2. Và lần này bệnh nhân vẫn có những triệu chứng đau ngực khi gắng sức và echo thì EF khoảng tầm 40%. Đây là một cái hình ảnh mà khi chúng tôi tiến hành chụp động mạch vành cho bệnh nhân. Đây là động mạch mũ thì thông tốt, còn stent LVD thì có vẻ có xu hướng hẹp mức độ vừa ở đoạn 2 của stent LVD và tuần hoàn bằng hệ sang động mạch vành phải. Trên cái cúp này khi chúng tôi nhìn thấy thì nó có vẻ như xu hướng từ nó có từ động mạch mũ, và cái này nó tương đối là xoắn vặn và cũng như là đường kính của nó không đảm bảo độ 2 mm. Thứ hai nữa, khi chúng tôi chụp và kiểm tra các góc để xem liệu ngoài cái độ tuần hoàn bằng hệ từ cái nhánh động mạch mũ thì nó có sang động mạch vành phải thì liệu nó có hay không, có vẻ như xu hướng ở đây thì không rõ ràng lắm về cái tuần hoàn bằng hệ từ nhánh vách, như trong bài trình bày của các thầy đã báo cáo trước là từ độ nhánh vách của LVD sang động mạch vành phải. Khi chúng tôi chụp để kiểm tra sang tuần hoàn bằng hệ thì đoạn này nó tắc động mạch vành phải cho đến đoạn 3, và tuần hoàn bằng hệ này đến đoạn xa của PAD và PLV. Thêm một cái hình tiếp theo để chúng tôi xác định xem cái tổn thương của CTO này nó dài hay ngắn. Thì đây là một cái nhánh tổn thương tuần nhánh hẹp và có hẹp được khoảng tầm 50 đến 60% của đoạn 1 của động mạch vành phải và tắc nghẽn mãn tính từ đoạn 2 cho đến đoạn 3 trên cái hình mà chúng tôi đã vừa trình bày ở trên. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt là cái tuần hoàn cái góc xuất phát của động mạch vành phải này tương đối đặc biệt, hơi cao và ra trước, nên trong trường hợp này chúng tôi khi tiến hành cả như các cái bước mà chúng tôi thông thường đối với lại cả những trường hợp mà tiến hành can thiệp động mạch vành thì chúng tôi luôn cố gắng để tiến hành can thiệp xuôi dòng. Tuy nhiên trong trường hợp này thì xuất phát của động mạch vành phải tương đối cao và những cái thiết bị mà guiding để chúng tôi có thể ở cỡ lớn cũng như và cái ví dụ như SL chẳng hạn thì là nó lại không sẵn có, nên trong trường hợp này chúng tôi cố gắng để tiến hành can thiệp qua đường ngược dòng để tiếp cận với lại cả tổn thương CTO động mạch vành. Thứ hai nữa, trong cái trường hợp này lựa chọn về cái nhánh tuần hoàn bằng hệ để tiếp cận với lại cả động mạch tổn thương tắc nghẽn mãn tính này thì với cái tuần hoàn bằng hệ mà tương đối rõ ràng của từ động mạch mũ thì xu hướng của nó lại là nhánh thượng tâm mạc và đường kính của nó có vẻ cũng không quá to để chúng tôi có thể đảm bảo được trong trường hợp này tiếp cận theo cái đường tuần hoàn bằng hệ từ động mạch mũ. Thứ hai nữa là trong những trường hợp này mặc dù chúng trên hình ảnh chụp mạch chúng ta không nhìn rõ được tuần hoàn bằng hệ từ nhánh vách sang bên tuần tổn thương CTO của động mạch vành phải, tuy nhiên có khoảng tầm là khoảng 70 đến 80% những trường hợp tuần hoàn bằng hệ mà CC0 thì có thể surfing bằng các cái ngoài mà chúng ta có thể sử dụng. Thì ví dụ nếu trong trường hợp mà CC0 thì thông thường chúng tôi thấy là với những cái ngoài như siêu hoặc siêu black siêu blue mà chúng ta surfing ở đoạn 2/3 trên thì có vẻ xu hướng được, nhưng mà đến đoạn xa thì có vẻ là không được, nên thành ra trong trường hợp này chúng tôi chủ động tiếp cận với lại cả siêu black. Và trong trường hợp này thì là sau khi quá trình surfing thì chúng tôi đã tiến hành luồn qua được cái tuần hoàn bằng hệ ở luồn qua tuần hoàn bằng hệ nhánh vách và sang được để tiếp cận đoạn xa của động mạch tổn thương tắc nghẽn mãn tính của động mạch vành phải. Trong quá trình đó thì chúng tôi tiến hành can thiệp nong bóng phủ thuốc của động mạch của stent của LAD. Và trong trường hợp này khi tiếp cận với lại tổn thương đoạn xa thì chúng tôi đã đưa cái caravel 150 này đến đoạn xa và sau đó sử dụng cái gai A1 và gai A2 để có thể đi qua được tổn thương cũng tương đối thuận lợi. Do đó để đảm một trong tiêu chí đảm bảo mà chúng ta có thể không gây lóc động mạch chủ cũng như là chúng ta đảm bảo được không đi dưới nội mạc ở trong cái trường hợp này, đấy là chúng ta phải đảm bảo được cái ngoài khi ra được động mạch chủ nó tương đối là cái dây dẫn của nó tương đối là free cái đoạn đầu, có nghĩa là nó tương đối chuyển động tự do, thì chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ đảm bảo được việc là cái dây dẫn đi ngược dòng này nó đi qua được cái vào động mạch chủ và chúng ta đảm bảo được trong lòng thật bằng cách là chúng ta sử dụng snare để tôi bắt vào để có thể đảm bảo, sau đó sử dụng thay thế bằng RG3 và nong tiến hành nong bóng phủ tiến hành nong bóng tổn thương và chụp kiểm tra. Vậy thì câu chuyện trong cái trường hợp này
Thì sau khi mà chúng tôi tiến hành nong bóng cũng như là đặt stent của động mạch vành phải, thì có một vấn đề là khi chúng tôi tiếp cận thì thấy có vẻ bắt đầu xu hướng là bệnh nhân này bị xì cái tổn thương của nhánh vách ở đoạn xa. Vậy thì câu chuyện là cái biến cố này xảy ra là do chúng ta sử dụng ngoài hay là do trong quá trình này thì nguyên nhân của nó ở đâu? Thì có lẽ có một cái điểm mà chúng ta khi chúng tôi theo dõi lại, khi mà chúng tôi quan sát lại các cái hình ảnh, thì có vẻ như trong trường hợp khi mà chúng ta tiếp cận đưa cái caravan đưa ra đoạn xa và chúng ta đặt stent, thì chính cái bước mà chúng ta có vẻ chúng ta đã rút cái caravan về tương đối sớm về cái phía nhánh vách trong cái quá trình mà chúng ta can thiệp động mạch vành, nó có thể nó chính là một trong những nguyên nhân mà nó khiến cho nó xì cái nhánh vách này. Vậy thì câu chuyện cái nhánh vách này khi tổn thương này và khi chúng tôi theo dõi thì có vẻ như nó có một phần vào buồng tim và cũng một phần nó tương đối là thoát thuốc. Nên thì câu chuyện này trong trường hợp này xảy ra như vậy thì vậy thì câu chuyện trong trường hợp này xảy ra thì một trong những điều mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm ở đây đấy là khi chúng ta mà tiến hành can thiệp nong bóng cũng như là đi người tổn thương ngược dòng, caravan luôn luôn các cái dây dẫn microcatheter luôn luôn phải đảm bảo nằm ở cái đoạn tổn thương nằm ở trong cái đoạn mà tổn thương CTO ở phía đoạn xa để đảm bảo không có cái động tác giằng, mà khi chúng ta một cách nôm na là chúng ta có cái động tác giằng khi mà chúng ta đặt stent cũng như là nong bóng, và vì vậy nó sẽ hạn chế được cái tổn thương này. Vậy thứ hai nữa là một cái điểm nữa, khi chúng ta khi chúng tôi ghi nhận được cái tổn thương nó có xì ở các nhánh vách này, thì câu chuyện là chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp nào để chúng ta làm được và có cần thiết là chúng ta sẽ phải xử lý cái tổn thương nhánh vách này hay không. Thì trong trường hợp này thì khi mà bệnh nhân có khi chúng tôi theo dõi xuất hiện thấy cái hình ảnh này thì tôi có theo dõi có mấy phương án. Một là chúng ta có thể sử dụng cái coil, hai nữa sử mỡ, và trong một số trường hợp này chúng tôi lại lựa chọn một cái phương pháp khác. Lý do vì chúng tôi không chọn cái tổn thương Bitcoin vì một là chúng tôi không đảm bảo chắc chắn được cái tổn thương này nó hoàn toàn nằm phát vì không đảm bảo chắc chắn được chỉ tụ máu trong vách mà có thể là nó còn tiến triển là ở vào trong buồng tim. Thứ hai nữa là trong trường hợp này nếu sử dụng phương pháp bít mỡ thì hoàn toàn nó có thể trôi theo dòng máu để vào trong buồng tim và gây tai biến. Thứ ba nữa là trong trường hợp này nếu sử dụng microcoil thì trong những trường hợp này thì khi chúng ta sử dụng cái microcatheter để thả coil qua mắt stent nên trong trường hợp này có thể sẽ phải sử dụng cái bước là chúng ta nong bóng qua mắt stent và vì vậy có thể làm biến dạng stent và vì vậy mang lại cái biến cố không tốt. Thế thì còn thứ hai nữa là liệu trong trường hợp này nhánh vách này có thể có cần phải xử lý hay không? Thì trong trường hợp này khi chúng tôi khi xuất hiện biến cố thì chúng tôi có siêu âm tim để xác định xem bệnh nhân này có tràn máu màng tim hay không. Hoàn toàn trong trường hợp này không có tràn máu màng tim. Tuy nhiên lại có một cái đặc điểm đặc biệt, đấy là xu hướng vách liên thất của bệnh nhân có xu hướng lại tăng dần và bệnh nhân lại đau ngực. Trong những một số các bài báo cáo thì người ta ghi nhận được là những trường hợp nó tụ máu trong vách sau khi mà tiến hành can thiệp ngược dòng qua các nhánh vách này, và nó có thể khiến nên bệnh nhân bị ép tim, những trường hợp đấy có thể biến thành ép tim khô, và như vì vậy bệnh nhân có thể có một số trường hợp người ta ghi nhận tiến đến sốc do chèn ép hai vùng thất. Vậy thì câu chuyện trong trường hợp này thì chúng tôi đã sử dụng cái phương pháp nào để có thể xử lý cái biến cố trong trường hợp này? Thế thì chúng tôi giữ cái oai ở trong cái nhánh vách mà đã gây ra cái tổn thương xì, và sau đó thì ở trong trường hợp này chúng tôi cắt cái sử dụng cái bóng thường kích cỡ có thể khoảng 2.0 hoặc 2.5, sau đó chúng tôi cắt cái đầu tiếp của cái quả bóng này tạo thành một cái hình như là hình nón để có thể như kiểu úp và phễu. Thì đây là một cái phương pháp mà có thể sử dụng trong những trường hợp tổn thương tắc nghẽn động mạch vành ở đoạn xa. Sau đó thì chúng tôi tạo luồn một cái dây dẫn luồn cái dây dẫn qua các cái qua cái nón cắt của cái quả bóng này, sau đó sử dụng một cái quả bóng tiếp theo để tạo thành một cái đường ray để sau đó trượt đẩy cái coil ở quả đẩy cái nón của cái quả bóng mà chúng tôi đã cắt ra. Sau đó trên cái hình này khi chúng tôi đẩy được cái hình cái nón số 1 thì có vẻ như là cái tổn thương của nó vẫn tiếp tục tiến triển, và vì vậy trong trường hợp này chúng tôi đã sử dụng một cái nón số 2 cắt ra từ quả bóng, và trong trường hợp này khi sử dụng đến cái quả bóng thứ hai thì tổn thương này nó đã xu hướng nó cầm được theo thời gian, và chúng tôi theo dõi liên tục trong phòng can thiệp độ khoảng từ 10 đến cho đến 20 phút để chụp kiểm tra lại một lần, thì thấy được là cái tổn thương ở cái vùng vách này khi mà thủng các nhánh vách trong quá trình can thiệp ngược dòng động mạch vành này thì nó đã khu trú lại và có vẻ như nó không tiếp tục tiến triển. Bệnh đi siêu âm trên echo thì có vẻ như là cái vách nó không bị tiến triển tăng dần lên, và vì vậy chúng tôi tạm dừng là và vì vậy trong quá trình theo dõi theo thời gian tiếp tục khoảng 15-20 phút nữa chúng tôi quyết định là dừng thủ thuật, bởi vì trong trường hợp đấy bệnh nhân không có biến cố. Thì bài học rút ra trong cái quá trình can thiệp một trường hợp tổn thương ngược dòng này tức là biến cố nó có thể xuất hiện ở bất cứ bước nào, và trong cái trường hợp này thì nó đã xảy ra thủng nhánh vách, và một điểm mà chúng ta phải lưu ý trong thủng nhánh vách đấy là khi cố gắng hạn chế bằng cách là cái microcatheter khi trong quá trình can thiệp ngược dòng thì chúng ta sẽ cố gắng không rút về quá sớm về nhánh vách,
và nó luôn luôn phải giữ ở đoạn nhánh xa của động mạch mà chúng ta tiếp cận để đảm bảo trong cái quá trình khi chúng ta nong bóng hoặc đặt stent thì nó có thể gây ra những lực giằng và vì vậy nó có thể rất dễ gây tổn thương các cái tổn thương trong khi quá trình can thiệp ngược dòng. Và trong trường hợp này đấy là nhánh vách và vì vậy những cái trường hợp mà khi mà thủng nhánh vách thì nó có thể gây ra tụ máu ở vùng vách và những trường hợp người ta đã ghi nhận là bệnh nhân có thể bị suy sụp huyết động do ép tim khô trong trường hợp hay cái trong trường hợp mà này. Và thứ ba nữa là trong những trường hợp thủng nhánh vách thì chúng ta có thể sử dụng một phương pháp là chúng ta có thể cắt cái đầu của quả bóng thường và sau đó tạo đường tiếp cận, sau đó bít lại như một cái hình ngón, như cái hình ốc vít vào trong cái ổ bắt vít. Và vì vậy trong trường hợp đấy thì chúng tôi có thể tạo thành một cái tổn bít kín được và dự phòng một cái biến chứng này tương đối thuận lợi. Thì đấy là những cái thông điệp mà chúng tôi xin phép được rút ra trong một cái trường hợp mà chúng tôi tiến hành can thiệp ngược dòng động mạch vành và xảy ra biến cố và cách thức mà chúng tôi đã tiếp cận như vậy. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đồng. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Hiếu đã chia sẻ một cái kinh nghiệm, một cái ca rất là lý thú, tức là có dùng một cái đầu của quả bóng thường để chúng ta bít cái chỗ bị tắc lại, và cái mẹo này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cho những cái trường hợp mà xì đoạn mạch ở phía xa với những cái mạch nhỏ mà chúng ta không biết rõ cái nguồn gốc như thế nào. Tất nhiên là cái nón đầu tiên ý, thì bởi vì nó vẫn có gai oai cho nên là khả năng là vẫn duy trì cái dòng chảy và nó tiếp tục, chúng ta phải dùng cái nón số 2 để mà khi mà hai cái nón nó thay đổi góc thì chúng ta sẽ bít được cái mạch này, hoặc là sẽ để chuẩn bị cho chúng ta có một cái như kiểu cái lưới chặn để chúng ta thả các cái coil hoặc là các cái chất khác vào thì có thể phải bít được cái vị trí tắc. Thì đấy là một cái mẹo rất là lý thú và đặc biệt quan trọng đối với những trường hợp khi mà chúng ta làm cái can thiệp CTO ngược dòng để mà chúng ta tránh các biến chứng này. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hiếu ạ. Vâng, xin mời ý kiến bình luận thêm của anh Tiến ạ. Vâng, xin chúc mừng ca của thạc sĩ cho bà Hiếu, như vậy cũng rất là thành công trong vấn đề là xử trí thủng của động mạch vành, động mạch bàng hệ. Thì chúng ta thấy là tôi cũng có làm một cái ca mà từ cái kinh nghiệm của tôi là tôi cũng nghĩ đến rất là nhiều các phương án, nhưng mà phương án đơn giản nhất á, là mình có thể dùng cái micro catheter và mình di chuyển tới ngang vị trí mà nó cái thủng của cái đồ hòa bằng hệ. Và vì cái micro catheter trong cái tình huống này nó giống như một cái bóng và mình cứ giữ như vậy xong và mình cứ theo dõi, và nếu mình nó tiếp tục thì mình sẽ dùng cái phương án cao hơn, ví dụ như là bằng mỡ hay là dùng cái phương án giống như là thạc sĩ Hiếu, là dùng cái nắp của cái bóng, hay là dùng coil, hay là dùng các cái phương pháp gọi là mạnh hơn. Thì đó là một số kinh nghiệm mà tôi còn từng trải những cái trường hợp mà can thiệp thủng của cái bàng hệ. Xin vâng, cảm ơn cái phần bình luận bổ sung thêm. Không biết là anh Tân hoặc là anh Long có bổ sung thêm gì vào các mẹo này không ạ? Vâng, mời anh Tân ạ. Dạ, cảm ơn anh Quang, cảm ơn các quý thầy trong chủ tọa đoàn. Thì cũng thống nhất cái ý kiến của quý thầy trong chủ tọa đoàn. Đây là những cái trường hợp rất là đặc biệt. Cho khi thì làm can thiệp CTO thì chúng ta cũng có thể gặp. Tùy cái tình huống lâm sàng mà chúng ta sẽ có cái mẹo và cái mực mà chúng ta sẽ đưa ra. Thật sự ra thì những cái biến chứng này nó không có nằm trong bài bản sách vở, nhưng mà thật ra mỗi cái ca thì chúng ta có thêm những kinh nghiệm để chúng ta có thể là xử trí cho nó tốt cho bệnh nhân. Dạ, em xin hết anh thầy Hoàng. Vâng, cảm ơn anh Tân. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta vẫn phải hội họp và chia sẻ với nhau để những cái kinh nghiệm quý báu, để chúng ta có thể có được thêm các hành trang và để cứu vãn những cái tình huống khó khác khi mà chúng ta phải đối mặt. Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Hiếu đã chia sẻ một cái rất hay.